Sau hàng Nhật nội địa, xin chào các bác. Em cũng định nghỉ Tết rồi, nhưng mà rồi lại về thêm mấy cái mặt hàng thì thôi cứ đăng giới thiệu với các bác. Bác nào có nhu cầu đặt hàng thì các bác cứ gọi điện cho em thôi. Vừa rồi thì hôm nay ngày 31 tháng 12 đó, 2019, em vừa về được ba cái chiếc máy hút ẩm của hãng Hitachi. Cả ba con này đều made in Japan thôi nhé. Made in Japan này. Hút ẩm 16 lít trên ngày, sử dụng điện lưới 220V rất là tiện lợi. Đấy, nhiều bác cứ lo lắng là hàng điện 220 thì không phải do Nhật sản xuất. Đây các bác, made in Japan luôn chị ạ, điện đúng 220V luôn. Trên các bác mua kể cả các cái máy rửa bát đấy, các bác yên tâm luôn. Nhật vẫn sản xuất đồ điện 220V này, chứ không phải là không có đâu. Đây, made in Japan hiện là chuẩn chị ạ. Em vừa về là ba cái con hút ẩm này 16 lít trên ngày, em sử dụng điện 220V của Hitachi. Ba con này thì đã sơn si lại tất cả rồi các bác nhé, vì con hút ẩm nó hay bị vàng lắm, sơn si lại cho nó thành màu trắng cho nó đẹp bắt mắt nhé. Ba con đều sơn lại các bác nhé, nên có nói với các bác là thế, vì con hút ẩm này nó hay bị vàng lắm thì đều sơn lại. Ba con này thì em bán 3,5 triệu một con. Và tiếp theo về là hai con máy rửa bát hàng ngon bổ rẻ, đời rất là cao, một con đời 2010 và một con đời 2012 của Toshiba. Về cơ bản thì nó vẫn giống các con Toshiba mà em hay bán thôi. Những con Toshiba em hay bán thì đời nó khoảng 2004-2005, nhưng bọn này thì là 2010 và 2012, giá rất là ngon bổ rẻ các bạn nhé. Đời cao như con TR5 của Panasonic đấy, nhưng mà giá thì rẻ chỉ bằng một nửa thôi. Hai con này, con 2010 thì em bán 3,3 triệu, con 2012 thì em bán 3,5 triệu. Hàng ngon bổ rẻ, mặt trước thì rất là đẹp, nhưng mà hàng này em vừa về chưa vệ sinh nữa gì bác này. Đấy, ngon với cả rẻ thì đồng nghĩa với sẽ có không đẹp thôi nhé, không thể đẹp bằng các cái dòng bằng các cái dòng TR5 này được. Đây em vừa về thêm một con TR5 này nữa này, đời 2012, chung hình thức cũng tương đối. Các cụ nói rồi, ngon thì đẹp cộng rẻ thì không có chất lượng thì không thể tốt được, mà chất lượng tốt cộng với rẻ thì đương nhiên đồng nghĩa với sẽ là không đẹp. Đấy, cho nên là còn mà nếu mà lại vừa rẻ vừa đẹp thì chắc chắn là chất lượng không thể tốt được rồi. Hai cái con này em nói với các bác là sánh ngang với những con rửa bát của Toshiba, của Panasonic, rất là đời rất là cao, rửa rất là sạch. Đấy, bên trong toàn bộ inox luôn, đời rất là cao. Đấy, bác, đời 2000 này, con này là 2012 này. Xem nào. Con này 2012 các bác nhé. Đấy. 2012 3,5 triệu, 2010 thì là 3,3 triệu. Đấy, tạm thời triệu các bác như vậy, hôm nay chuẩn bị em nghỉ thôi. Các bác nào mà có nhu cầu mua cái gì thì các bác alo cho em. À đây, để chị quên triệu các bác con hút ẩm này chưa giới thiệu rồi, 3,5 triệu, có thể xoay được. Vậy xin chào các bác nhé.